Mọi ơi nhìn nè. Tên đây là bánh da lợn hả mẹ? Đúng rồi, bánh da lợn. Mà tại sao đặt tên cho nó là bánh da lợn vậy? Tại vì cái nó có từng lớp một nè, nó giống như cái da lợn vậy đó, đặt là da lợn. Các bạn ơi, hôm nay mẹ Xí Muội sẽ làm cái món bánh da lợn nha các bạn. Rất là ngon luôn nha, mình làm bánh da lợn lá dứa đậu xanh nha. Da dứa đậu xanh. Trời ơi, rất là dẻo, rất là dai, rất là ngon nè. Bim bim. Nhìn nè. Để mẹ cắt ra cho Muội ăn nha. Wow, nhiều trái dưa hấu không này mẹ thấy không? Bánh da lợn mà giống trái dưa hấu. Cắt một lửa như vậy con thấy giống dưa hấu thôi. Wow, Muội mẹ cắt nha. Yeah. Để từ từ. Cầm lên nha. Mẹ ơi, mẹ cắt ngang đây luôn cho con đi. Đúng rồi, cắt cho bạn Muội một miếng mà Muội ăn nha. Wow, dưa hấu. Ngon quá các bạn ơi. Mẹ ơi, cái này là dưa hấu hả? Tuyệt vời luôn. Đây như bánh dưa hấu. Rồi, con ăn cho sao? Cắn cái cho biết cảm nhận. Giống như, y như ngày xưa. Y như ngày xưa luôn, như mùi vị ngày xưa luôn. Lá dứa mình xay lấy nước. Đậu xanh nấu chín á, mình cũng cho vào khói xay sinh tố luôn nha. Mình nấu chín rồi. Mình cho nước cốt dừa vào luôn. Cho nước cốt dừa vào rồi mình xay đậu xanh luôn nha. Mình sẽ sử dụng bột gạo và bột năng nha. Mình làm một nửa bột gạo và một nửa bột năng. Tiếp theo mình sẽ cho cái nước dừa với đậu xanh lúc nãy mình xay vào đây. Thêm đường vào bột. Thêm một chút xíu muối. Bột mình khuấy cho nó tan đều hết là được nha. Tiếp theo mình sẽ pha cái bột màu lá dứa nha. Mình cho nước cốt dừa từ từ vào luôn. Tiếp theo mình cho lá dứa luôn. Mình cho vào đây thêm đường nha. Chút xíu muối. Bột mình pha xong mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi để mình hấp bánh nha. Nước sôi mình sẽ đổ bột và mình hấp nha. Mình sẽ đổ lớp bột màu xanh trước nha các bạn. Bột mình hấp được 5 phút rồi, mình sẽ cho thêm cái màu trắng vào nha. Đây là lớp màu trắng đậu xanh nước dừa đây. Mời mọi người cùng ăn bánh da lợn với ba mẹ con Xí Muội nha. Đây, bánh da lợn lá dứa đậu xanh lá dứa đây, đây cho mọi người một miếng. Wow. Rồi bây giờ sẽ đút cho anh Thay ăn. Cho anh Thay một miếng. Thay cắn đi. Nhâm nha. Nhâm nha. Chồng. Nó dai rất là ngon. Ủa tại sao bánh da lợn nó có cái lỗ kỳ vậy mẹ? Muội làm muội mới sắm á. Nó mềm mà nó dai à. Trời ơi. Không biết ha. Dai ngậm núng nính phụng phịu luôn à. Quá ngon luôn. Wow, lớp của nó hiệu quá. Cái lớp đậu xanh nó béo nó ngọt nó ngon, lớp lá dứa nó cũng béo nó ngọt nó ngon luôn. Nó thơm. Mẹ ơi cái giữa con nhỉ. Ngon quá, ngon, hay rồi. Mẹ ơi, nhìn cái lưỡi con nha. Quá tuyệt vời lắm. Cái này mình pha một phần bột gạo và một phần bột năng á. Nó dai dừa rất là ngon luôn các bạn nhìn. Ăn bị tốt luôn. Đã ghê chưa. Nhìn cái miếng da lợn mà mép me liền. Ăn nè. Ăn miếng bột trắng rồi bây giờ ăn miếng màu xanh là giá dứa hả? Ngon quá các bạn ơi. Cái này là giá dứa hả? Cái giá mới đúng. Ngon quá. Nhâm đi.
chị. Nó béo quá. Nó béo quá nên nó vẫn thấy ngán luôn. Nó béo không ngon, nó béo không ngọt. Các bạn ơi, vậy là cái video làm bánh da lợn lá dứa đậu xanh của mẹ Xí Mùi đến đây là kết thúc nha. Bye bye, chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và bình an. Bye. Hãy nói bye bye nè. Mọi bye.